Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Năm mới chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài nha. Hôm nay mọi người cùng với Ngọc sẽ làm mẹt bẫy chim bìm bịp một cánh nha mọi người. Cái bẫy này á là hiệu quả lắm. Ngọc có chia sẻ cách đi đánh rồi đó mọi người. Rồi hôm nay mình cùng nhau làm nha. Để sở hữu được một cái mẹt bẫy bìm bịp thì hãy bắt tay cùng làm với Ngọc nha. Trước tiên mọi người chuẩn bị cho Ngọc là cái thanh sắt nha. Ngọc chỉ nói là nói bằng thanh sắt thôi nha. Rồi anh chị muốn làm bằng cái nào cũng được nha. Mọi người muốn làm bằng dây sắt, dây kẽm hay là dây inox thì tùy nha. Mình làm cái dây nào tỉ như nó chất lượng và nó tốt thì mình xài được bền tí ha. Còn mình làm dây hơi nó hơi hơi yếu chút thì mình xài nó hơi mau hư chút, chỉ có vậy thôi. Rồi sợi dây này á, tức là sợi dây 4 ly nha, chia 4 ly. Rồi mọi người bẻ nhập đâu cho mình như thế này nè. Cái chiều dài nhập đôi này nè ha, là bẻ cho mình là 7 tấc 5 phân nha, đúng 7 tấc 5 phân. Rồi sau đó nè, ngay chân trên cái này nè, mình làm ngắn cầm nha. Mọi người bẻ cho mình nha. Uốn cong lại thành vòng tròn nha. Rồi để Ngọc uốn xong cái cho mọi người xem nha. Rồi mình bắt đầu bẻ nha, mình bắt đầu bẻ chân nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà Ngọc đã uốn xong nha, thành phẩm cái ngắn cầm ở trên thế này. Rồi sau đó mình để đứng ngay nha, Ngọc nói nha, mình để đứng như thế này nè. Rồi mình phân ra nha, nè phân như này nè. Rồi mà lấy cái thước nha, Ngọc chỉ nói cái thước thôi, chứ đặt vô thì khi mọi người cũng thấy là Ngọc nói nha. Rồi từ vị trí này nè, từ vị trí mình đo bằng nha. Từ đây đo tới đây nè là 1 tấc 7 nha. Canh 1 tấc 7 này nè, nè. Ngay đây nè là 1 tấc 7 nha. Mình lấy cây kìm, kìm cắt cũng được nè. Mình để như thế này nè, mình ấn nhẹ cái nha, mình xay. Nắm đây nè, ấn ở đây rồi cái mình xay nha nè. Rồi mình xay cái đó thì nhất định nha, nè nó sẽ có cái lằn nha mọi người, nè nó có cái lằn đây nha, nè cái lằn, thấy cái lằn không, cái lằn này nha, nè là hai bên là hai cái lằn này ha. Rồi mình đặt cái kìm ngay vị trí này luôn, ngay vị trí này nè đó, mình bẻ giãn ra nha, để giãn hai bên nè. Rồi mình đặt cái này nằm xuôi xuống nè, mình bẻ lên một chân đó, mình bẻ lên một chân, rồi cái mình xay qua bên này cũng vậy, đặt ngay cái chỗ ấn hồi nãy đó, rồi mình bẻ lên một chân nữa, tức là được hai chân sẽ được như vậy nha, nè được như vậy nè. Cái mẹt bìm bịp của mình thì tức là như vậy nè, người thấy không nè. Nè, quay cho mọi người xem nha. Đây, đó, được cái gì. Rồi, tiếp theo, mọi người vẫn chuẩn bị cho Ngọc luôn nha. Tức là cái sợi dây, cũng là sợi dây sắt luôn nha. Cái sợi dây 4 ly luôn nha, sợi dây 4 ly. Nè, dây 4 ly này ha. Rồi, mọi người cắt cho Ngọc như thế này nè. Cái này á, hôm nay á, là Ngọc chia sẻ với tất cả mọi người nha. Là mình không có... mình không có dùng tay nha, mình không có dùng tay để mà mình làm thủ công. Mà hôm nay á, cũng... theo yêu cầu của một số anh em á, thì nhân đầu năm á thì Ngọc cũng chia sẻ luôn nha, làm cho nó nhanh gọn lẹ chút xíu. Thì mình chuẩn bị những anh em có cái máy hàng á, những cái máy hàng nha, có máy hàng nha, thì anh em làm như thế này. Đây. Rồi anh em bẻ cho Ngọc nha, nhà như thế này nè, bẻ thành cái khung vậy nè, nè. Bẻ thành cái khung cho Ngọc nha. Nè, mình đo thôi, đo từ vị trí này nè, từ vị trí này nha, mình đo vô từ vị trí ngoài đầu này nè, mình đo vô trên đây ha, là 7 phân nha, nè cái chân này 7 phân, thì chân bên đây cũng 7 phân luôn nha, chân bên đây cũng 7 phân luôn. Rồi mình đặt cái này xuống như thế này nè, nè để làm gì, đặt cái này nè, mình lấy cái này nè, ha, nè Ngọc nói nha, mình lấy cái này nè, để mình đặt vô gì nè, bình hàng lên nha, nè, đưa nó bằng vậy nè, bên đây cũng vậy, đưa bằng bên đây nha, rồi mình hàng chân lại, Ngọc có xử thôi nha, nè, quay đây mọi người biết, mọi người thấy không, để Ngọc hạ điện thoại xuống xíu nha, đây, để Ngọc hạ xuống, đó, Ngọc để cho mọi người xem nha, nè, rồi, đó. Khi mà mình đo xong phải không nè, mình đo xong mình để bằng mí nha, Ngọc nói nha, mình để bằng mí như thế này, rồi đó, mình để bằng mí như thế này, rồi mình lấy máy chấm á, mình chấm lại nha, mình chấm cái cạnh này với cái chấm cạnh kia lại luôn nha, đó. Rồi tiếp theo nè, Ngọc nói luôn một cái luôn nha. Rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cho Ngọc cái này nha, nè cái chân này nè, đó, thêm cái chân này nè, làm gì, cái chân này dùng cái chân là để chịu cái đà lò xo nha, để Ngọc gáp lên cho mọi người xem nha, gáp đi, rồi một lát mình lấy máy mình chấm lại nha, nè chân này cũng vậy nè ha, đó. Lại, tức là gì nè, đó là như vậy nè mọi người, đó người thấy không, để Ngọc để xích ra đây xíu nha, nè người không thấy á, đây đó, khi mình chấm vô nó tức là gì nè, đó mọi người thấy không, chấm gì nè, rồi Ngọc đo từ cái cho mọi người xem nha, nè người xử thôi nha, để gì nè, đó Ngọc giải thích nha, cái thanh mà chữ U nhỏ mà dài này là dùng để chịu cái cánh lục nền, còn cái chữ U dài mà nhỏ mà dài đó mà bự nằm ở phía trong này là để chịu cái đà ngang của cái lò xo, còn cái chân, còn cái tay này là cái khung của cái mẹt, cái Ngọc đo nha, đó nè, cái bề dài của cái thằng chữ U nhỏ này đó là 1 tấc 4
nha. Chiều dài của hai thanh này, cái thanh này nè với thanh này là mỗi bên là 1 tấc 4. Còn cái chiều rộng của cái này á là 8 phân. Còn cái chiều của cái thanh chữ U để chịu cái lò xo, để chịu cái lò xo ở bên trong thì là 1 tấc 8, 1 tấc 8 phân. Còn cái chiều dài này là 8 phân. Rồi, rồi mọi người cứ cắt cho Ngọc nha. Rồi, đây là Ngọc sẵn hết trơn. Rồi mình đặt vô, mình lấy máy mình chấm đây nha. Chấm chân này là chấm dính là hết luôn nha. Chấm dính toàn bộ lô luôn. Rồi, để Ngọc chấm cái Ngọc cho mọi người xem nha. Rồi mình tiếp tục mình làm. Là rất là lẹ nha mọi người. Cái này á là chỉ áp dụng nha. Ngọc chỉ nó áp chỉ áp dụng vô cho tất cả những anh em bạn bè nào mà có cái máy hàng nha, có máy hàng thì mình chấm mình hàng nha. Còn nếu như mình không có máy chấm, không có máy hàng thì mình cắt đo chuẩn rồi, mình cắt mỗi một cái đầu này nè là nó dư ra 2 phân. Rồi sau đó mình bẻ cốp lại, rồi mình dùng kìm gì đó, dùng kìm hay dùng búa gì đó, rồi lúc đó mình đập cho nó cứng vô nha. Rồi mình lấy dây chì á, mình nịt mấy chỗ này lại như mấy cái bẫy trước đó, là lục hai cánh nào đó, thì Ngọc cũng làm bằng tay nha. Thì Ngọc cũng buộc như vậy đó, mọi người làm tương tự như vậy là được. Nhưng mà cái này hôm nay là Ngọc sẽ làm bằng máy nha, tại vì Ngọc nói đó, đầu năm này làm cho nó lẻo xíu nha mọi người, suôn sẻo xíu nha, cho nên là Ngọc quyết định là Ngọc làm bằng máy nha. Ngọc chấm hết toàn bộ luôn. Rồi để Ngọc chấm xong hết trơn, Ngọc cho mọi người xem nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà Ngọc đã chấm xong nha, nè Ngọc đã chấm xong thành phẩm là như thế này nha mọi người nè. Ngọc chấm xong nha. Rồi sau đó mọi người dùng cũng là cái thăng chay sắt 4 ly luôn nha. Rồi mình làm cái khung nha, mình nịt cái khung, mình chấm từ cái mí này, cái mình ôm cái dòng khung lên, chấm vào tới mí này thành cái dòng này nè. Tùy theo, cái này không quan trọng gì hết trơn á, anh em muốn chấm trên cao này chút xíu nè cũng được, mà thấp dưới đây chút xíu cũng được, bằng mí này cũng được nha. Cái này thì không cần phải kích cỡ, cái này chủ yếu á là làm gì, để khi mà mình dương cánh lục lên, dương cánh lục nó lên thì cái thân trụ này, cái thân trụ này nó sẽ không bị quằn nha. Cái thân trụ này nè, dương lên thì nó để nó không bị quằn thôi, chứ không có quan trọng gì đâu. Rồi mọi người muốn chấm kích cỡ bao nhiêu thì chấm nha, cái này tùy nha. Rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cho mình luôn, tức là cũng là cái sợi dây sắt luôn nha. Dây sắt này nè, tức là dây 4 ly. Rồi để làm cái gì, để mình làm cái nền lưới đạp nha. Mình đo là từ vị trí này nè, Ngọc nói nha, để mình Ngọc bẻ luôn nè, là thực tế nha anh em, bẻ thế này nè. Đây, đầu tiên mình cứ bẻ trước, giờ ngoắn một đầu đi Ngọc, cái xử thôi nghe nè. Bẻ ngoắn trước đầu nè, ngoắn trước đầu như thế này nha. Rồi sau đó anh em lấy cái này lại đặt từ vị trí này nè, khỏi gì, canh me chân nè, từ vị trí này, thấy không, từ vị trí này đó. Rồi anh em canh cái chân chỗ này nè, chỗ này nè, chân cái co này ha, co này nè, lấy cái kìm bẻ cong qua một cái cho Ngọc nha, bẻ cong qua một cái cho Ngọc. Rồi nè, bẻ cong qua một cái như thế này đúng không nè, hình cái là nó ngoéo qua bên nè. Rồi mình lấy cái này lại, mình lấy cái này mình thọt vô đây rồi nè, sát rồi phải không nè, từ vị trí này nha, từ ở ngoài này nè, từ chân chỗ này nè, bỏ vô đây ha, bỏ vô đây cho mình ha, là 2 phân nha, bỏ vô đúng 2 phân. Rồi đặt cái tay ngay vị trí 2 phân này, rồi bẻ ra cho mình một cái nha, nè 2 phân. Rồi bẻ ngược trái ra nha, này bẻ ngược trái ra như thế này nè, đó đúng 2 phân nha, bẻ ngược trái ra như thế này nè. Đây, rồi bắt đầu mình uống cái thân này Ngọc nói nha, tại vì nguyên cuộn á mọi người, nè uống cái thân này nè, đó uống cái thân này nè, thành thế này nè, để làm gì, tức là để làm cái nền nha, để làm cái nền chịu khi mà con mềm bẹp nó đạp, thì cánh lục trên đập xuống thì sẽ chịu con mềm bẹp trong cái nền này, nó tức là vậy thôi chứ không có gì. Rồi mình uống bao nhiêu đây, mình uống là nó chuẩn cái nền nè, đặt cái thế này rồi ha, đặt thế này mình lấy cái này móc rồi nè, móc nãy mình móc nè, móc vô đây chân này, rồi là mình dương lên nha, mình đo rồi xong chân, nhớ đẩy cái này sát vô nha mọi người. Rồi sau đó mình uống lên cho đẹp chút xíu. Rồi đây, từ vị trí này Ngọc nói nha, từ vị trí này bắt đầu đo, mọi người đo lấy Ngọc nha, đo lên nha, vị trí này Ngọc đo nói luôn nha, nè 2 tấc nha, 2 tấc đó, mọi người đo lên cho Ngọc nha. Đó, từ vị trí này đo lên đây á là nó 3 tấc nha mọi người, là 3 tấc, tức là cái nền đạp này nè, là cái nền đạp của mình nè, từ vị trí này phải không, từ vị trí này nè lên tới đây nè là 3 tấc nha, để mình dương lên là 3 tấc này, là quánh mình bịp là lụm rồi mọi người ơi, chứ không cần làm bự nha mọi người, đừng có làm bự quá. Mình làm bự thì mình nghĩ á, làm bự là sẽ chắc ăn, quánh mình bẹp là dính, mình nghĩ vậy là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà mình đừng có làm bự quá, khi mình làm bự quá, làm to quá, mình xách đi nó chỉ nặng nề thôi chứ không có làm gì, giờ nó nhỏ hơn chút xíu, vẫn quánh bẹp bẹp dính bình thường, chứ không phải là không dính, vẫn dính bình thường, nhưng mà xách đi nó nhẹ nhàng, thấy không, dễ dàng thì mình làm. Rồi làm cho mình vậy nha. Rồi mình khi mình đo lên xong
từ vị trí này nè, mình ấn cái tay vị trí này nè, nói nè, ấn cái tay ngón tay cái nè, ấn ở đây làm chuẩn. Từ đây bẻ cong ngược cái vô đây, bẻ cong ngược cái vô đây nha, rồi bẻ thành cái mấu ở bên này nè. Nè mình đo xong mình chỉnh cái tay là hết trơn nè, mình bẻ vô cái mấu ở mép bên đây thì bẻ y hệt như bên đây luôn, bẻ y như bên đây luôn nè. Mình đo sao mình bẻ y như bên đây nè là chuẩn nha, là ok nha. Rồi đẩy Ngọc bẻ xong cái Ngọc cho mọi người xem nha, mình bẻ xong đi. Khi mình bẻ xong phải không, mình bẻ xong hết trơn rồi Ngọc sẽ dùng lưới đó, ha. Lưới này là mình sử dụng nha, là lưới lỗ ba phân nha, lưới chì chống sét lỗ ba phân thì xài không bao giờ sét, không phải là không sét nhưng thời gian rất là lâu, 5-10 năm không biết nó hư chưa nữa nha. Ngọc cứ nói vậy nha. Rồi sau khi mà Ngọc đã chụp lưới nền luôn nha, rồi Ngọc sẽ đo kích cỡ hết trơn cho mọi người xem. Rồi nè mọi người, sau khi mà Ngọc đã làm thành phẩm xong nha, Ngọc đã chảy lưới nền, Ngọc gắn vô luôn là như thế này nha. Nè còn cái thanh sắt này nè, cái thanh sắt ngang này nè ha, thanh sắt ngang này nè là mình buộc nha, muốn chấm thì chấm, chấm hàng thì chấm, còn không chấm thì mình buộc nha. Buộc cái chấm nó cũng giống như nhau thôi mọi người, không có gì khác biệt đâu, chỉ có mình hàng thì lẻ thôi. Rồi từ vị trí này là Ngọc nói nha, từ vị trí là cái cây nè, từ cái mí này nè ha, từ cái mí này nè qua tới mí bên đây nè, qua tới cái cây mí bên đây nè, cái thân này nè mình khi mình buộc vô nó sẽ là 2 tấc 8 phân nha, hai cắt cái cây sắt này nè 2 tấc 8 phân, rồi buộc vô hai cái đầu này cho Ngọc, buộc cứng vô. Sau đó lấy cái tấm lưới nền, ta lấy cái tấm lưới, lưới này là lưới chì lỗ 3 phân, rồi mình chụp lên rồi xong hết trơn, rồi mình niệt nha, mình niệt đều hết trơn thì sẽ được một cái nền như thế này. Cái này nè, đây nè là cái chân của nó nè, hồi nãy mình đo rồi đó nè, lọt đồng như thế này nè, dính tùm lum hết trơn, để Ngọc lấy nha. Nè nè mọi người, tức là gì nè, nè Ngọc lấy này ra nó dính móc dùm lum hết trơn này. Đây nè, thấy không, khi mình đo rồi ha là nó chuẩn là như thế này ha. Nè bên đây nè là vừa phập vô đây nha, nè bên đây cũng vậy, vừa phập vô đây luôn nha. Nè khi mà mình gài á thì mình hạ xuống như thế này, còn nếu mình không gài mình xách đi á thì mình dỡ lên nha, dỡ như thế này nè là cho nó gọn nha, tới điểm gài thì mình hạ xuống. Rồi cái này còn thiếu cái gì, tức là thiếu cái đà ngang của cái lò xo, cái đà ngang lò xo nha. Rồi mình sẽ gắn đà ngang của lò xo, muốn gắn đà ngang của lò xo mà quánh chuẩn thì mọi người chuẩn bị cho Ngọc nha. Mình bỏ cái này qua bên đi, bỏ cái này qua bên đi nè, mọi người chuẩn bị cho Ngọc nha. Đây á là cái thân này á, tức là cái thanh dây sắt nha, ủa lộn, dây kẽm nha, cây này là dây kẽm gặt kia nha mọi người, dây kẽm này dùng để gắn lò xo á, để Ngọc gỡ ra một cái, đây, nè, dây kẽm nè, dây kẽm này á, là sợi dây kẽm 2 ly nha mọi người, dùng để gắn lò xo, đánh cánh lục á, cánh lục quất cũng vậy, bẫy mầm bịp cũng vậy, là dùng cái kẽm 2 ly này nè, gắn lò xo, quánh là ok nha, đó, quánh nó bền bỉ lắm nha mọi người, mà quánh nó lẹ nữa. Chứ mọi người đừng có sử dụng dây kẽm á, mà dây 1 ly rưỡi nha, dây 1 ly với 1 ly rưỡi á là quánh bền bẹp chứ quất là thua nha, quánh thời gian là mình là banh này nha. Còn dây 2 ly này quánh bền lắm mọi người, 5-7 năm trời không có hơi hám gì đâu. Dây sắt này nè, ủa lộn, dây kẽm này nè, chứ anh em làm nhà thì tí mình làm nhà đi, mình xài đi, mình đâu có bắt buộc chi đâu. Để anh em đi mua ba cái kẽm nha, Ngọc nói mua kẽm như nào, kẽm AC, kẽm AZ thì nó đồng ý, nó chống sét thiệt nha anh em. Nhưng mà anh em xài đi, nhiều khi anh em xài mình xài được bao lâu, giả sử như anh em xài đi 3 năm 5 năm rồi anh em chán rồi thì mình chuyển qua khác mình đánh nữa. Rồi anh em xài về sét, mình xử người xài bằng thép AC gì đó, anh em xài được 10 năm, nhắm anh em đi bẫy chim được 10 năm không, giả sử lần vậy. Chứ mua làm chi, anh em xài lâu lâu anh em làm tỉ một cái hay cái chơi thì mua cái gì mà cái rẻ tiền anh em làm đi. Nhiều khi á về làm tỉ mình về mình làm nè, đâu phải là mình làm cái một là thành công đâu, làm á là làm á muốn cho nó đẹp phải không, muốn cho nó chuẩn thì anh em làm ít ra cũng phải là dài ba cái, 5-7 cái, 5-3 cái gì đó thì nó nhuyễn tay, rồi lúc đó mình làm cái 7 nó mới đẹp được. Lúc đó anh em muốn làm bằng gì thì làm bằng inox thì làm bằng AC, AZ gì đó thì anh em làm. Chứ bình thường anh em làm tỉnh chưa quen á, rồi làm anh em mua ba cái đồ mắc tiền về á, rồi làm đi, rồi làm một cái gọn cái nó hư chỗ này, nó hư chỗ kia, rồi anh em bỏ tốn tiền lắm. Đừng làm vậy, mua cái gì rẻ anh em về làm trước, như là mình giật trước á, vừa làm vừa tập vừa học luôn, rồi từ từ mình quen rồi muốn làm gì cũng được chân á. Đó, thế Ngọc nói là vậy nha. Còn bình thường thì Ngọc làm gì nè, nó gì nè, gì là Ngọc dứt tới nha. Rồi, anh em bẻ cho Ngọc nha, canh đi nè. Mình cắt sợ dây kẽm này nè, dây kẽm nè. Mình cắt làm sao mình nhắm chừng á, nhắm chừng nha, Ngọc nói nha. Nó tỉ như là một cái lò xo đi. Một cái lò xo của nó mình gắn á là anh em đo cho Ngọc nha, Ngọc đo nè. Tỉ tới đây là 2 tấc phải không nè. Đây á là 4 tấc phải không? Đo qua đây nè, là 6 tấc. Rồi nè, cắt cộng dây á là 6 tấc phải không? Cắt qua đây là mấy tấc? Là 7 tấc. Rồi, cắt cho Ngọc đi. Sợi dây ha, cắt 8 tấc cho Ngọc đi nè. Nói dân nè, cắt đo xong 8 tấc nè. Lấy kìm cắt ngang cho Ngọc cái đi. Rồi mình dùng cái đầu mình gắn nha.
chứ nè, còi 8 tấc này á là tại mỗi một bên á là mình gắn một cái lò xo là 4 tấc nha. Lò xo bên trái là 4 tấc, bên trên phải là 4 tấc luôn. Rồi khi mình gắn lại là tầm có khoảng là 10 vòng mọi người, là 10 vòng cho đến 14 vòng nha, là chuẩn nha, là quánh là ok rồi. Rồi, lấy ngọc trắng xong cho mọi người xem nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà ngọc đã gắn xong hai cái lò xo là như thế này nha. Nè đây. Một cái trái cái phải nha. Đó, hai cái lò xo nè, cái trái cái phải là như thế này nha. Rồi dễ lắm. Rồi mình canh ngay giữa nha. Nè, mình lấy đồ mình đo, thước á mình đo. Cái mình canh ngay giữa như thế này nè. Nè, canh đại ngay giữa đi. Rồi mình cắt nha. Nè, mình dặn á, dặn vậy nè. Đó. Nó cứng lắm nha mọi người. Mình thử cắt cái lò xo này nè, là cắt đó, hình mạnh tay tí nha. Nhưng cẩn thận nha. Thấy không? Đó. Nè, nó có cái lằn rồi nè, mình bẻ nha. Đó, mình gãy liền thấy không? Đó. Nè, hai cái nè, thấy không? Mình bẻ còn hai cái nè. Đều băng không? Nè, hai cái nè, cái trái cái phải thấy không nè. Đều băng luôn nha. Nè. Đặt xuống nè, cái nằm bên trái nè, cái chiều quay xuống nằm bên trái, còn cái này cũng vậy. Cái chiều quay xuống là nằm vị trí bên đây nha, nè, bên trái, cái này nằm vị trí bên phải, nè, hai cái này như thế này nha. Rồi, ok chưa? Đó, dễ lắm. Rồi, tiếp theo, mọi người chuẩn bị cho bệnh này nha. Cái dây sắt nha, tiếp tục là cuộn dây sắt. Dây sắt này á, dây sắt này nè, là sợi dây sắt, dây sắt 3 ly nha. Dây sắt 3 ly. Tại sao mình dùng dây sắt 3 ly? À, để mình làm mình thọt vô. Tại vì hồi nãy á, cái lỗ lò xo này nè. Ông nói nha, nè, tại cái lỗ lò xo này nè, đây là cái lò gắn lò xo của Ngọc nha, nè, đơn giản vậy mình gắn bằng tay mà, nè. Cái này là cái đầu gắn lò xo nè, tại cái thanh này á là cái thanh sắt nó 4 ly, mình dùng cái gắn lò xo. Thì cái lỗ này 4 ly đúng không? Lỗ là 4 ly thì mình phải dùng 3 ly. Thế này, mình trồng lò xo nó mới vô nè, trồng lò xo vô nó quay được thấy không nè, nó quay được nữa không? Nó mới đánh được thấy không mọi người nè, đánh được phải không? Rồi. Đo làm sao? Đo như thế này nè. Cái này bắt đầu là mình làm bằng tay nha. Làm máy cũng được mọi người ơi. Nhưng mà làm bằng tay đi. Nó công giờ vô giờ ra hoài. Ngọc không có làm biến á. Làm bằng tay luôn nha. Rồi, ok. Tiếp theo. Người chuẩn bị cho Ngọc nha. Lấy lại. Đây. Rồi, nói dẫn đo nè. Từ vị trí này nè. Nè, đo từ vị trí này nha. Nè, cầm lên nha. Nè, cái này nó hơi nặng nha. Cầm lên hai tay, không có tay Ngọc chỉ chỏ gì đâu. Từ ngoài này đâu ngoài nè, bỏ vô đây cho Ngọc nha, là 3 phân, nói cho từ ngoài này là bỏ vô 3 phân, rồi từ đây nè, nè, dịnh cái tay trong cái này nha, dịnh tay trong cái này nè, dịnh tay trong miếng này nè, nó bằng miếng ngang nè, nó bằng miếng trên nè, nè, ở chiếc phía trên này nha, nè, ấn cái tay trên đây một cái, rồi, lấy kìm ấn nhẹ đây một cái nha, rồi, biết vị trí này phải không, đây, tại cái sắt này nó dài mọi người, chồng lò xo trước nha, chồng lò xo trước luôn nè, cái này là cái bên trái đúng không, cái này cái bên trái. Chị chồng thêm cái nữa, cái này là cái bên phải, hai cái nghịch nhau chồng vô. Rồi. Từ vị trí này nè, nói ra từ vị trí này nè. Bẻ cong cái. Nói chân nè, bẻ cong cái, một chân đúng không? Một chân này được gì nữa phải không? Rồi. Cái này lại. Rồi, bẻ cái này nè. Rồi, lấy cái này lên. Đặt vị trí này xuống. Đây, lấy này ra dính lùm kìa. Rồi, đặt cái chín này xuống. Rồi mình đo tiếp tục nha, từ vị trí bên này. Đây. Đo từ vị trí cái đầu bên đây nè, lọt lỏng trong này nha, lọt lỏng trong này nha, là lọt lỏng trong này nè. Đặt đây một cái. Kéo qua đây, lọt lỏng trong mày luôn. Rồi, canh cái tay như thế này nè, đó. Rồi. Lấy cái kèm. Đặt cái vị trí ấn cái tay trong nè, nè. Chỉnh tôi trong một xíu nha, tầm khoảng 2 ly. Bẻ ra cho Ngọc một cái. Rồi. Lấy cái này lại cũng như nãy thôi. Đo từ vị trí này nè, Ngọc nói nha, đo từ vị trí này nè. Từ này từ chiếu này nè đúng không? Đo rồi này, dư 3 phân. Đo 3 phân. Đó, vẫn là 3 phân. Rồi. Cắt đây cho Ngọc cái nha, cắt bỏ luôn. Rồi, ok liền. Rồi, bỏ này ra đi. Thấy ok chưa? Đơn giản chưa? Nè. Đơn giản mà dễ làm mà hiệu quả cao nữa. Mới ghê chứ. Đây. Rồi, sau khi mà mình làm xong, mình lấy xách cái này lại Ngọc nói nha. Nè. Trời, nó ngã nữa ông nội ơi. Nè, kéo hai lò xo ra. Đây, kéo hai lò xo ra. Đây, đặt phía dưới nha, nè, đặt phía dưới nha, nè, đặt phía dưới nha. Nè, kéo lò xo này ra, rồi xong chưa? Đặt chiếc phía dưới nè, đặt chiếc phía dưới nè, nó đây. Nè. Hai chân lò xo nằm trên đây đúng không? Đây. Để vô đây. Nhét vô hai bên. Như thế này, sâu vô cho nó vô ba game cái. Đây. Rồi. Ok liền. Nè, là như thế này nè mọi người thấy không? Như thế này nè. Nè là tức là như thế này nè. Nè, khi dương cái lục lên nè, không nói nghe nè. Dương cái lục lên là như thế này nha. Rồi. Ngay chỗ này nè, ngay cái con này nè. Lấy dây chì. Lịch cứng lên cho Ngọc đây cái. Bên này cũng vậy luôn. Lịch cứng cái này lên luôn. Rồi. Nịch chỗ này luôn nha, nè, nịch chân cái này một cái, nịch chỗ này một cái. Nịch chỗ này một cái, cái này một cái. Bên kia cũng vậy luôn nha. Rồi, cái phần dư này nè, mình lấy mình cuốn ngược cái vô trong thanh sắt này nè. Cuốn sát vô, rồi để Ngọc làm xong cho mọi người xem nha. Rồi nè mọi người,
sau khi mà Ngọc đã đưa lò xo nha, rồi Ngọc gắp cái đàn ngang của lò xo vô, tức là như thế này nè, nè phía sau dư đó buộc rồi nha, ở vị trí này nè buộc luôn nha, buộc cái này là hết luôn, cái cứng. Rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cái này cho Ngọc nha, lấy cái này lại nè, cái nền nè, cái nền không nè, đưa xéo nha mọi người nè, Ngọc nói nha nè, đưa xéo xuống nha, muốn đưa vô phải không nè, đưa xéo bên đây chân, đưa vô trước đi, còn chân bên đây nè, đi như thế này nghe không, nó chưa xuống mày thấy không nè, nó chưa xuống nó dính nha, mình sẽ lật ngược cái này lại, lấy cái kèm á, lật ngược cái này lại nha, nè Ngọc nói nha, lật ngược cái này lại, lấy cái kèm á, nại nhẹ cái nó qua mọi người ơi, nó dễ nại lắm nè, lấy cái kèm nại nhẹ cái này nè, thọc cái này nè, nè thọc nhẹ cái này nè, cái kèm này nó bị cứng, Ngọc lấy cái kèm mỏi nhọn nha, kèm mỏi nhọn dễ nịch hơn nè, lấy cái kèm nè, nắp nhẹ xuống này, đá xuống này không, đó nó hơi cái này thì nó hơi bị cong tí phải không, mình sửa cái này nhẹ lại một cái rồi ok đây nè, như tức là như thế này nè, nó cái mặt một cánh thấy không nè, như thế này nha, cái này là chân nè, cái chân lò xo nè, nè dương cái lục lên nè thấy không nè, dương cái lục lên nè, gài nè, đập xuống nè thấy không, lụm liền thấy không, tới điểm gài hạ xuống nè, khi mà mình đi bẫy phải không, dở nó cho gọn nè, ok rồi rồi ngay chỗ này nè, nghe nè Ngọc nói nha, nè lấy cái búa hoặc cái kìm gì đó đập lại nha, nè siết của chỗ này lại, siết hai cái nó giáp lại nhau cứng nha, để thôi nó vuột nha mọi người nè, để thôi nó vuột nha, nè chỗ này hoàn toàn chưa siết lại nha, siết cái này lại cho Ngọc một cái, lấy đầu đập cho nó cho cái này nè, cho nó ôm ngầm lại cái nha, đó, ok liền. Rồi tiếp theo làm gì, mọi người chuẩn bị cho Ngọc cái cánh đập nha, cánh đập này á là mọi người chuẩn bị cho Ngọc luôn là cái thanh dây sắt nha, dây sắt này là tức là dây sắt 4 ly luôn nha, sử dụng dây sắt 4 ly á đập nó mới mạnh nha, mà nó cứng nó không bị cong nha, nó mới chịu được nhưng nó đi song song với cái lò xo 2 ly nha, là rất là ok luôn, xài rất là bền. Rồi chuẩn bị cây sắt 4 ly cho Ngọc nha. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cái này cho Ngọc nha, nè thanh này là thanh dây sắt này là dây sắt 3 ly nha, rồi anh em bẻ cho Ngọc thành cái hình chữ U thế này nè, cái chiều dài của cái thanh này á là 1/3, còn cái đầu gỏng này nè là 1/1 nha, 1/1. Rồi sau đó anh em dùng cái thanh dây thép nha, thanh này là thanh dây thép dùng để gắn cái lò xo làm móc nha, dây thép này là dây thép 1 ly nha, dây thép 1 ly, còn cái đầu gắn này nè tức là cái đầu gắn mà nó 4 ly vừa nãy này ha, Ngọc nói đó 4 ly nè, là gắn như thế này nè, nè chọn sao cho nó dư tới đây xíu nha, nè dư tới đây làm có khoảng là 5/5 nha, để gắn cho Ngọc cái này nè, nè cầm gắn thế này nè, nè nè gắn không cần nhiều vòng cũng không cần đếm vòng nữa nè, gắn đại đi tầm có khoảng chừng 6 vòng 7 vòng gì đó nè, chừng 6 vòng 7 vòng với anh em làm gì nè, Ngọc nói nha nè, làm gì nè, gắn sao cảm thấy mà mình chồng vô nè, gì nè, nè gắn rồi xong kéo nó ra nè, cảm thấy sao mà nè, để vô như nè, cho nó lọt trong này nè, đặng cái lò xo nó quay á là chuẩn nha, nè là như thế này nè. Rồi để Ngọc cắt bỏ nha, là anh em biết liền, làm này dễ lắm em ơi, làm này dễ, đây cắt bỏ đây nè, tầm cái khoảng chừng 5-6 phân này nè là làm cái móc được nha, cái móc tới đây là chuẩn, Ngọc làm cho mọi người biết liền nè, cắt luôn nha, nè cắt ở ngoài này nè, cái này nè ha, cái chân này nó thì cắt ra cho Ngọc nha, là tầm có khoảng là 1/1 nha, cắt bỏ rồi 1/1 cắt bỏ đây, lấy kìm á xiết thành cái vòng tròn nhỏ như nha, xiết thành vòng tròn lại nè, mình bẻ thành vòng tròn nha nè, rồi sau đó mình bẻ nó hơi lơ xíu nè, rồi ok gì nè, chỉ có vậy thôi nha, có khó hay khăn gì đâu nè, để làm cái gì nè, rồi lấy cái này lại nè chồng vô, là làm cái đầu chịu nha, là làm cái đầu chịu móc nè, rồi cái nhân chỗ này nè, làm cái vòng sẵn phong này, làm cái vòng sẵn này nè bóp luôn là ok liền. Mình làm cái này để làm gì, cái này là có tác dụng gì nè, cái này á là dùng để chịu làm cái đồ khi mà cánh lục đập xuống nha, là cái này là cái móc nè, cái móc này nó sẽ chịu lại, nó chịu cái cánh lục lại là con chim nó tung không lên nha, tung không vụt lên nè, đập xuống thì nó quát ra, cái nó xuống rồi xong cho nó ốp vô vậy nè, vậy thôi. Rồi để Ngọc làm xong Ngọc gắp cho mọi người xem nha. Rồi đây tức là gì nè anh em, khi mà mình gắp rồi xong phải không nè, đó thì mình đôi thế này nè, thấy không, rồi 1, 2, 3, 4 ngay chân cái lần ô thứ 4 này mình lấy cái này nè, mình bẻ cong cong lại cái mình niệt vô đây ha, mình đập á cho nó cứng cái đây nha. Rồi trên đây nè, từ vị trí này ha, bỏ con ra ngoài này nè là tầm có khoảng là 3/5 nha, tầm khoảng 3/5. Rồi để cái chân này đi, một con cây này nè, một lát mình phán canh nha, một lát đưa cái lục xuống rồi mình thấy canh này sao cũng được, mà canh trước cũng được, nhưng mà đưa cái lục xuống thì dễ canh hơn nha. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho mình nha, là cái thanh cái lục mà nói nè, nè cái thanh cái lục này nha, nè cái lục nè, nó cái lục này cái lục nó 4 ly đó. Rồi anh em chuẩn bị lưới cho mình luôn nha, mình địch sẵn luôn nè để mất cái thời gian của anh em hơn nha. Cái lưới này anh em cắt cho mình nha, cái lưới này á là lưới này á là lưới lỗ 6 phân nha, lưới 6 phân đó, lưới 6 phân anh em cắt cho mình nha, là cái chiều dài của tấm lưới á, chiều dài cái tấm lưới anh em cắt cho mình á là nó 10 ô nha,
chiều dài 10 ô. Cái chiều ngang của nó anh em cắt cho mình á là nó 9 ô nha, 9 ô chiều dài 10 ô, rồi cắt cho mình như thế này nè. Rồi mình nịch vô, nịch vô xong phải không? Rồi mình lấy cái này lại nha. Không nói nha, nè lấy cái này lại nè, dễ lắm. Nè, lấy cái này nè, máng đây trước đầu nha, nè, máng đây trước đầu đây. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi cái đầu bên đây nè, mình thọt luôn nha, nè, mình thọt cái đầu đồng, cái đầu bên kia vô luôn nè, bên đây nè, thấy không nè, nè, thọt vô. Rồi xong cho mình lấy đầu mình siết lại nha, siết cứng này lại. Rồi, để ngọc siết cứng cái ngọc phân ra cho anh em xem nha. Rồi, sau khi mà ngọc đã siết cứng rồi xong mình như thế này nha, nè hai bên. Rồi anh em đưa cái này lại nè, nè, đưa xéo xéo nè, rồi lấy lưới này ha. Lưới này nè, rồi anh em nắm lưới lên, nè nắm lưới lên. Rồi anh em chảy ra cho ngọc nha, nè, phân ra, chảy lên. Rồi, ok. Mình chảy vậy đó là ok liền nha. Vậy nè. Rồi. Thì sau đó mình bắt đầu nha, nè, mình chảy xong phải không? Nè, mình lấy đây nè, mình làm chuẩn nha, nè, lấy cái đầu này nè, mình nói hơi xa nha. Chung cái bẫy nó hơi bự á, rồi nó nhiều khi chỗ mà nó hơi khó coi á, anh em thông cảm nha. Rồi lấy cái góc mía này nè, để chân chỗ này nè, buộc lại. Rồi lấy sợi nhợ á, mình luồn vô cái đường nhợ này nè. Nè, còn cái này mình chưa có luồn này ha, đúng không nè? Nè. Rồi mình luồn ngang qua tới góc bên này, mình buộc luôn nha, buộc vô. Rồi là ok liền nha. Rồi, không nói gì nha. Rồi mình dở này lên đi, nè. Rồi tiếp theo, anh em chuẩn bị cho ngọc nha. Đây là cái tấm lưới nha. Tấm lưới này tức là cái tấm lưới đạp. Cái này dùng là để làm bằng đạp cho mì bẹp đó nè. Đặt cho ngọc nha, đo tự trí này nè anh em, cứ đo tự trí ở cái trong này nè ha. Nè, 1, 2 ngọc điểm thôi nha, nè cái ô nha, nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó ngay thứ 7 phải không nè, ngay ô thứ 7 phải không anh em, bỏ cái đây rồi mình ô nữa nha, là ngay ô thứ 8. Rồi đo điểm cái chặng ô thứ 8, chung mình đo sao mà canh nè cái tấm lưới này nè là nằm ngay giữa nha, là mình canh sao mình nằm ngay giữa bằng đạp là được rồi. Để mà mình khi mà mình máng móc mồi á, móc mồi ở đây cũng được, hoặc giả là mình treo mồi trên này nè, mình nói nha, mình treo mồi trên vòng chí trên này nè, bị cũng lại đạp lại sẽ đập nha, chỉ có vậy thôi chứ không có khó khăn gì đâu. Rồi sau khi mà mình đã đưa cái bàn đạp vô cái sống trơn, mình lấy cái này nè, mình siết lại nha, bóp cạnh lại nè, bóp mấy gai lại nha, bóp hai gai nè, không nói nha, nè bóp hai gai lại, rồi là ok liền, rồi chuẩn, thấy không, nó chỉ có vậy thôi. Rồi để tiếp theo đây nè, khi mà mình vô cái lục nha, ngọc nói nha, nè khi mà mình dưới cái lục lên, ngọc lấy cái này thổi xuống nghe mọi người nè, nói nha. Rồi tiếp tục, rồi mình làm cái cò gà mình làm như thế nào đây? Đây, sau khi mà cái lục của mình nè, cái lục này cái lục đúng không? Nè, mình hạ xuống là như là như thế này nha, mình vươn lên nè, là như thế này. Rồi anh em đo cho mình nha, tí dưới này phải không? Dùng cái kềm á, dùng cái kềm, mình làm dấu mình ấn một đường nha cái này nè, từ vị trí này nè lên tới đây nè là 5 ly nha. Anh em làm càng cái cò gà làm càng thấp chừng nào thì cái cánh lục này nè mình sẽ chịu lại. Cái cò đạp của mình nó càng nhẹ chừng đó, anh em làm càng cao chừng nào nó sẽ càng nặng chừng đó, làm càng thấp xuống chừng nào nó càng nhẹ chừng đó, càng nhẹ cò gài chừng đó. Nếu nó nhẹ thì con mồi miệng nó đạp dễ dính hơn nha. Rồi 5 ly canh ra đây, lấy cái kềm ấn 5 ly rồi xong hết trơn. Rồi đầu là mình làm cái đầu đạp, rồi để ngọc ấn vô làm đầu đạp cho anh em xem nha. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho ngọc cái sợi dây sắt 1.5 ly để làm gì, để làm cái cò đạp nha, nè để làm cái cò móc nha, cái cò chịu đó. Rồi bẻ cong ngọc thế này nha, bẻ cho anh em xem nha, nè bẻ thằng ngọc nha. Đây, bẻ thế này nè. Đó. Bẻ ngọc bẻ từ cho anh em xem nha. Đây. Là một chân, đúng không? Nè, thành cái vòng tức là gì nha. Rồi đo. Từ vị trí này nè, đo từ vị trí này, từ vị trí của cái này nè nha, đo lên đây là tầm cỡ phẳng thôi nha. Cái này là không có quan trọng hết trơn mọi người. Mình làm nó dài một chút thì cái cò mình dài một chút, làm ngắn chút thì cò mình ngắn chút, chứ không có quan trọng gì đâu nè. Đo lên tầm cỡ phẳng là một tấc nha. Nói đi, một tấc đi, cắt bỏ luôn. Rồi. Nè, lấy cái này nè, bẻ ngược cái lại. Nè. Là tức là thành cái vòng. Đó. Chỉ có vậy thôi nè, thành cái vòng. Rồi, bẻ ngay ra, rồi bẻ cốp ngược xuống. Cốp ngược xuống luôn nha. Nè, rồi, cốp ngược xuống là gì nè nha. Đây. Là gì? Cái này là dùng để làm cái đồ chịu cánh lục, còn cái này dùng cái đồ mà để chịu cái đồ đạp của cái cò. Chỉ có vậy thôi. Rồi, dưới đây nè, cắt ra. Rồi, dưới đây nè, thấy không? Nè. Tầm khoảng 5 ly để buộc được rồi. Trên đây cũng vậy. Đó, trên đây cũng vậy nè ha. Nha, ok nha. Vậy là anh em biết liền ha. Đó, rồi tiếp theo làm gì? Làm này nè. Rồi để ngọc quay cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo anh em lấy cái này lại cho ngọc nha. Nè cái này nè, cái cò này ha. Nè, ngay chân cái này, cái lục mình nãy nè, nè. Ngay chân cái này là mình ấn lên hồi nãy ngọc nói đấy ha, là 5 ly đúng không? Rồi, ấn 5 ly xong phải không? Làm dấu rồi nè, thấy không? Có làm dấu nè. Ơi, trời ơi, rung điện thoại. Nè, làm dấu rồi xong phải không? Nè, 5 ly nè, thấy không? Đó, đây. Đặt cái vòng tròn ở trên nè, cái vòng tròn nè, cái vòng tròn này nè. Đặt cái chân vị trí 5 ly này nha. Đây, đặt ngay chốc vị trí này luôn, ấn này nè. Rồi, dùng dây chì sắt gì đó. Rồi mình nịch lại nha. Nè, siết lại. Đây. Siết như thế này nè, siết lại. Không nói nha nè, siết chỗ này một cái, siết chỗ này một cái nha. Rồi siết chân dí này nè, một cái, siết dí này một cái, tức là siết ba cái. Rồi cho nó cứng lại. Anh em muốn siết bằng cái gì siết nha. Bằng cái nhợ thì siết, muốn siết bằng dây chì dây nóc thì siết nha. Rồi để Ngọc siết xong cho mọi người xem nha. Rồi anh em mọi người, sau khi mà Ngọc đã dán xong cây cò ha, nè, Ngọc gáp xong cây cò vô như thế này nha.
như mình vắn xong phải không, rồi giờ như anh em muốn cứng phải không, mình dùng chai 502 á, mình đổ vô nha, đổ vô mấy chỗ này nè, là nhất định cái cò này cứng ngắt luôn nha, không bao giờ xây tới xây lui. Rồi tiếp theo á, anh em chuẩn bị cho Ngọc cái này nha, nè là cái là cũng là cái thân dây chì mà là 1 ly rưỡi luôn nha, nãy đó mình làm thành một cái vòng gì nè, động gì nè, để cò đạp nha mọi người nè, dễ không đó, mình vắn khoảng 3 vòng nha, cái này nè, vắn khoảng 3 vòng, cái chừa dư ra chút xíu khoảng 2 phân, rồi cái mình uống ngược cái vô trong cái vòng này nè là ok nha. Rồi rồi tiếp theo đây nè, khi mà ra tới điểm này phải không nè, không có nghe nè, ra tới điểm này cái cò dẫn nè, cái này chưa gắn lò xo đúng không nè, chưa bẻ móc phải không, rồi mình canh sẵn trong xong xong suối chân phải không nè, xong suối chân rồi mình mới là mình bẻ móc nha, tùy theo cái này là Ngọc không cần phải chia sẻ nha, anh em muốn bẻ móc cạn móc sâu thì tùy nha, rồi bẻ móc cạn á thì nó quánh ngập xuống thì nó dính móc, còn bẻ móc hơi sâu á thì tỉ mà nó quánh mới trên lơi lơi trên thì nó móc vô rồi đó là vậy, tùy cái này anh em bẻ sao bẻ ha. Rồi để Ngọc bẻ luôn đây nè, đó tầm có khoảng từ dưới này nè, tầm miếng này nè lên tới đây nha, là tầm có khoảng là 4 phân nha, có khoảng 4 phân, 3 phân rưỡi, 4 phân gì đó gần bẻ nha là ok nha, khó khăn gì đâu mọi người ơi, này dễ lắm, này chung móc xong móc cạn là không quan trọng đâu, chung là mình bịp nó vô đập, những đập là lụm rồi mọi người ơi, đập lụm liền, tại vốn dĩ cái lò xo đó nặng lắm, vô đây thì nó quánh vô đây thì xong, chứ đập vô đây thì xong, giá lưới lụm rồi chứ đâu có nhiều khi mà nghĩ tới móc xong móc cạn gì đâu, lụm sao cũng lụm, dễ lắm. Rồi sau khi mà làm này không phải không, rồi tiếp theo là cái gì, công đoạn cuối cùng kéo này ra lò xo, rồi kéo lò xo ra đưa lên đây, đưa lên cánh lục một chân, rồi cánh bên kia cũng vậy luôn nha, đưa ra rồi xong chân kéo lò xo lên, áp lên trên cái cánh lục của mình, rồi xong lõm lấy nè, Ngọc dương cho mọi người xem nha, thử nha, nè dương lên nè, dương cánh lục con gài nè, nè khi mình bịp á nè, mình mới là mình luồn dây nha, nè chưa luồn dây nha, rồi sau gài được đó, để một luồn dây luôn nha, nè thử cho mọi người xem nha, nè bịp lại nè, đạp cò nè, đập nè, lụm, người thấy không đó, chỉ có vậy thôi chứ khó khăn gì đâu. Rồi để Ngọc luồn dây xong nha, rồi chỉnh cái cò móc cho mọi người xem luôn nha, là như là thành phẩm đó. Rồi nè mọi người, sau khi mà cái mạt bảy bìm bịp một cánh của Ngọc làm thành phẩm xong là như thế này nè mọi người, đó ha, con cũng được nha, đó rồi nè, Ngọc đã luồn xong cái sợi dây cò nha, nè sợi dây cò nè luồn xong nha, rồi để một gài thử cho thành phẩm cho mọi người xem nha, nè rồi đầu tiên nè, bẻ cái này ra, nhớ nha, bẻ cái móc này ra, lấy cái này nè đưa lên đó, đưa lên đây, rồi lấy cái cánh lục, lấy cái cò ở trên, Ngọc nói nha, hơi bị khuất điện thoại nha mọi người nè, lấy cái cò ở trên quay xích lên cho mọi người xem nha, nè quay xích lên cho mọi người xem nha, xíu một cái hạ xuống nè, rồi dương lên nè, lấy cái cò đè nó xuống đây, rồi lấy cái vòng nè, có cái vòng này không, đút cái vòng lên rồi ok đó, thành phẩm là vậy nha, để nó quen vòng cho mọi người xem nha, đây đó, gài xong là như thế này nha. Rồi lúc đó như là anh em muốn sử dụng mồi treo thì treo, anh em muốn cột mồi vô đây á, muốn buộc mồi vô đây thì buộc nha, còn muốn treo vô trong cái thân này thì treo nha, muốn treo vô đây thì treo nha, tùy sở thích mà, anh em muốn làm sao làm, tỷ mà muốn dùng còn một cái thế bẫy nữa, còn cái thế cò nữa, tức là cái cò vòng cung nha, cò vòng cung á, vòng cung nè, cái hộp mồi để giữa khi mà con mình bẻm lại á, là đạp cái vòng, là đạp cái cò cung á, đạp cò cung thì sẽ đập cũng là một cái thế bẫy luôn nha. Trước đây á, thì Ngọc cũng mấy cái dẻo trước thì Ngọc cũng đi bẫy bằng cái thế đó, nhưng mà chung là mỗi một cái bẫy á, thì chung là có mỗi một cách làm khác nhau thôi, nhưng mà cái hiệu quả vẫn như nhau mọi người ơi. Đó rồi để Ngọc thử bẫy cho mọi người xem nha. Rồi sau khi mà con mình bẹp nha, Ngọc nói khi mình bẹp lại nè, Ngọc nói đạp cò nè, nó nói cho giờ nó lại ăn nè, kiếm màu ăn là đạp cò nè, nè lụm, người thấy không đó nè, vô đây là vô ba game nha mọi người, không có ra được đâu nha mọi người nè, vô đây là lụm nha mọi người, vô đây là lụm rồi nha, không có ra được đâu nè, tại sao nè, vô đây là vô móc nha mọi người nè, vô chốt nè, chốt nè, móc nè, vô chốt nha, không ra được đâu đó, người thấy không, ok lắm mọi người, để Ngọc cầm xuống nha, tại sao nè, cái móc này nhẹ lắm nè, nè Ngọc nói xử nghe nè, trên đây nè, chứ còn bỏ nhẹ xuống thôi, lụm đây nè, bỏ nhẹ xuống lụm rồi chứ không cần phải bắt chớn mà quánh tự trên vị trí này nè, quánh xuống nha mọi người, chứ cần đây thôi nè, bỏ nhẹ xuống đây nè, nhiêu thôi nè, lụm vô thấy không nè, vô game liền thấy không nè, vô game liền, đường có đường đâu mà chạy nè, vô game liền thấy không nè, nè ok chưa, đó đơn giản hiệu quả, mà chung á mọi người, cái bẫy này nè, giờ thực tế Ngọc nói xử nha, cái móc này nè, không cần cái móc này nè, cái móc này bỏ móc rồi đi, không cần móc rồi luôn, cái bẫy vẫn dính bình thường, mọi người biết tại sao không, tại vì cái lỗ lưới này á, là nó hút được cái đầu của mình bẹp chung ra rồi, chung ra là cái lưới này nè, nó dính cái chân ức á, dính chân ức lại á,
là có mình bị nó sẽ giá lớn nha, nói chung nè, nó giật giật vậy nè, Ngọc nói nghe nè, nó giật kia nó thọt cái đầu vậy nè, đầu sử nó thọt cái đầu vậy nè, nè vậy nè, vậy nè, cái nó mắc lại vậy nè, rồi nó cái nhịp 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 hoài vậy nè, nó cứ tung tung vậy nè, là không bao giờ ra được nha, bởi cái móc này chủ yếu mình nghĩ Ngọc nói nha, cái móc chủ yếu gọi là xe cua thôi, xe cua thôi, làm coi như gọi là mình khiên đi bẫy gọi là cho nó chắc ăn thôi, tuyệt đối 100% nó là vậy, thực tế cái móc này không cần, cái móc này đi tí mình xài dục cái móc này bỏ đi bị bẹp vẫn dính bình thường chứ không có gì đâu. Rồi đó, cái bẫy chim mạc, cái mạc bẫy chim mềm bẹp một cánh của Ngọc làm thành phẩm xong là như thế này nha mọi người. Như anh em nào muốn làm thêm thì là làm nha, anh em muốn chế thêm chế nha, bình thường á thì anh em muốn chế thêm phải không, thì chế thêm chỗ nào biết không, nè là gì nè, nhưng mà không cần không cần chế vẫn dính bình thường. À, anh em muốn chế thì cắt tấm lưới nha, tấm lưới lỗ lỗ bao phăng luôn, anh em bịch dưới phía sau cho Ngọc nha, bịch nè, bịch ngang vậy nè, bịch ngang đây luôn nha, tôi phất luôn đặng cho con chim từ phía sau nó không mổ vô được nha, nó không mổ con mồi mình như đợi được đó nhá, vẫn là ok nha, bình thường. Còn nếu không để vậy nè, đặt vẫn dính bình thường nha, không có thiệt khối gì đâu, tại vì khi mà cái tấm lưới của mình, tấm lưới của mình á là khi mình dương cung lên mình gài đó, tấm lưới của mình nằm vị trí phía sau rồi, con chim mồi có con mồi của mình á là buộc vị trí phía dưới, buộc vị trí phía trên này nè, nó sẽ phất cái tấm lưới này nè, nó không dám lại gần lại gần mà nó thọt cái đầu ở đây nè, nó không dám đâu, đó bình thường. Rồi vậy là xem như thành phẩm nha mọi người, cái mạc bẫy chim bìm bẹp một cánh của Ngọc nha. Rồi như vậy Ngọc cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn nha mọi người. Ngọc chúc cho cô chú, thì anh chị và các bạn làm bẫy chim bìm bẹp một cánh thành công nha. Mọi người nhớ làm bẫy chim bìm bẹp này là làm từ từ thôi nha, đừng có gấp, làm từ từ thôi thì sẽ thành công à. Rồi vậy cuối clip cũng chúc mọi người xem cách làm bẫy chim bìm bẹp của Ngọc vui nha. Rồi bye bye mọi người nha.